lư, xin trở lại bất ngờ từ cú hồng bao gây ra chấn động như cơn giông bão, luôn thề trung thành với ngày Odin, mất đi quê hương thấy thật khó thẹn, ý chỉ dâng lên thêm một lần nữa, chiến đấu giành lại mảnh đất quê hương, nỗi lòng bấy lâu nay đang ẩn chứa, nhìn vào người dân họ thật thê lương. Luffy kết bạn với rất nhiều người, mong muốn Tama luôn nở nụ cười, bị bỏ đói và đối xử tàn bạo, quyết tâm giải phóng Wano càng cao, phản đối sự bất công Kaido mang tới, khiến tất cả người dân đều phải than trời. Siêu tân tinh sẽ đấu với tứ hoàng, hạ bệ bọn chúng như đây là sứ mạng. Những trận chiến tại Wano cực kỳ nảy lửa, liệu tất cả người dân họ đã thấy chưa? Con gái Kaido là Yamato, cũng mong rằng anh thống trị bị xóa sổ. Còn có sự xuất hiện phượng hoàng Marco, tiếp nối con đường người cha quá cổ. Tuyển thiên bắt Big Mom rơi xuống biển, khiến cho bọn họ càng thêm muộn phiền. Tất cả thành viên đều chiến hết mình, lời nói bọn họ đều thật uy tín. Mong thấy cảnh tượng nơi đây thái bình, nơi vùng đất Wano lần nữa tái sinh. Hãy cùng Kaido giành lại Wano, tất cả mọi người cùng nhau tung hô.